Đây là hoa cúc ngũ sắc, bây giờ nở bộn luôn rồi đó nha mọi người. Ở đây có cái mấy cái ở đây là hoa cẩm tú cầu, có mấy cái bông dễ thương ghê. Mọi người nhìn thấy không? Đây nè mọi người, thấy cưng quá ha. Ôi mà năm nay sao nở hoa nhỏ quá rồi ta, hôm nay nở hoa nhỏ xíu rồi ha. Còn đây là hoa cúc ngũ sắc đây, mình rất là thích hoa này luôn á nha mọi người, tại vì khi mình thấy nhìn thấy hoa này á cái mình nhớ Tết quê hương á quá chừng luôn. Mỗi lần Tết mình thay hồi đó mình nhớ mua ở nhà mua hoa cúc ngũ sắc, mua hoa vạn thọ, mua bông vạn thọ rồi về trưng á, thích ôi là thích, giờ nhìn thấy cái nhớ lắm, nhớ quá chừng luôn á. Cùng mua đi. Hoa hồng thì nở liên tục luôn ha. Cái bông này nè mọi người, bữa hổm á gió bão á cái nó tét nhánh nó bị gãy một chút xíu, nhưng mà mình chắp lại cái nó sống lại nha. Cái cây hoa phong lữ này mạnh ghê nha mọi người, nè đây nè mọi người thấy không, nó dập cái nhánh này nè, nó quặp xuống luôn á. Vậy mà giờ nè cái này nó còn sống nè, này còn tươi ghê luôn, ngộ á. Hoa này mà mạnh, nó mạnh lắm á nha. Trời, cái chuồng chim của anh Thái nè mọi người, bữa hả mưa gió rớt bể hết trơn, anh làm lại rồi. Wow, giờ làm này thấy có bộ đẹp rồi nha sếp. Wow, nhìn sofa rồi hay à, thấy làm lại nè hay á. Đi thường quá nè mọi người, xem bộ nhà mình nó mới bữa hổm mình cho nó leo lên vàng cách nay chừng 8 ngày ha, tù lễ gì 8-9 ngày rồi đó mọi người ha. Bây giờ mọi người xem nè, đây nè, giờ cao nè mọi người, cao trồng ngồng luôn. Ủa người thấy không, cao ghê luôn rồi đó. Cái cây này nè mọi người, cái cây bầu này nè, nhánh bầu này nè, cái dây bầu này nè, bữa hổm á nó gãy cái đọt nha, nó gãy cái đọt mà sau đó cái ra nhánh. Mình nghĩ là chắc bấm đọt hồi nhỏ được lắm á. Coi nè, giờ lên tuốt lên đây rồi nè mọi người thấy không, còn mau hơn cái kia luôn, mấy cái kia luôn. Mà ở đây nè mọi người, có trái luôn rồi. Đây có một trái nè, hai trái nè, trên đây nữa. Wow, trời ơi, mình không ngờ luôn á nha, quá trời mau luôn hen. Cái hột giống ở nhà mình để á, hình như nó tốt quá nha mọi người. Năm rồi mình để giống bầu á. Đây nè. Thôi giờ mình qua mình coi cái cây bí đao. Bữa hổm mọi người thấy lúc mưa quật ngã mà lùng xịt ha, có chút xíu tới đây chứ mấy. Đây nè. Có chút xíu tới đây chứ mấy. Đây khoảng đây, mấy giờ này mọi người thấy ôm tùm ha, ra nhánh và cô dài nè. Ôi trời, cứ bò tới đây luôn nè mọi người thấy không mọi người. Mau, ôi là mau luôn. Rồi rau mồng tơi á, nay rá to dữ, không biết tốt quá chừng luôn rồi nè. Đây nè mọi người. Mà rất tiếc là nay mình trồng có 7 cây thôi hen. Mình cũng mới vừa bỏ hột xuống đây nữa nè, nó có lên thì nó lên. Mình hy vọng là nó lên hen. Tại vì mồng tơi mình thấy á, hả là nó sống tới lạnh luôn á. Tới chừng tháng 9, tháng 10 mà thấy vẫn còn nha mọi người. Rồi, mọi người biết gì không? Đây là khổ qua. Trời ơi, mọi người ơi, khổ qua nhà mình á, năm nay có trái sớm mà có trái xay nha. Đây nè, trái lớn rồi, sắp sửa có khổ qua ăn rồi đó mọi người. Đây nè. Ồ, lô lô, nhìn nè mọi người. Đó, mình thấy không? Mới đây mà ra vậy là mình thấy nhiều quá chứ. Đây nè. Đó. Bạn đi qua bên đây đi.
Trời ơi, coi này mọi người. Đây nè. Trời ơi, cưng quá mọi người ơi. Cưng quá đi. Đây nè mọi người. Sao mà cái nhánh này nó trái nhiều rồi nha. Đây nè, cây này trái nhiều à. Đây nữa. Wow. Đây. Và mấy bên đây coi. Wow. Đây nữa này mọi người. Cưng quá vậy. Đây. Trời ơi. Hết sức là. Còn đây là có trái mà nhỏ nhỏ ha. Trái nhỏ nhỏ. Quay bên đây coi. Đây nữa nè mọi người ơi. Bò tùm lum hết trơn trời. Cho qua đây đi chứ. Sao không nếu bên đây đi trời. Đây. Trời ơi. Năm nay có qua trái nhiều thế. Đây nè mọi người. Cưng quá vậy. Cưng quá chừng luôn. Trời ơi, khổ qua trái nhiều quá chừng luôn ơi sếp ơi. Wow, nó mới đây thôi à, mới lớn rồi. Ôi ôi coi nè. Trời ơi. Máu vậy. Hôm qua thấy nó đâu có nhiều, giờ ra nhiều nữa. Trời ơi coi nè. Mới thôi đó nha mọi người, mới tháng này mà vậy là mình thấy ngon rồi đó nha. Hy vọng. Quay đúng rồi, khổ qua lâu tàn lắm đây nữa nè. Wow. Băng nói là dưới đất hai trái này hái được rồi, để chín rồi bà nghe ba. Hái được hả? Ừ. Có còn đỡ trái đồ kem nó giống không? No. Khỏi đi bà. Rồi con trái này nãy mình coi chưa ta? Đây nè. Nằm trong kẹt. Ở dưới đất bữa hổm đẹp ngắt hang mà nay cũng có trái rồi nữa nha mọi người. Đây. Ở đây nữa nè mọi người ơi. Cưng quá chừng luôn á. Đây nữa. Vậy mà cũng có trái rồi đó. Ồ, mọi người thấy không, cái này bữa hổm đẹp ngắt luôn mà có trái rồi nè. Trời ơi mê quá đi. Ồ, quá mê luôn. Trời ơi còn ở đây là cái gì? Trà tím có trái nè nha mọi người, có bông rồi nè, có trái rồi nè. Wow. Trái rồi, bên đây nè. Có bông quá chừng luôn. Ôi thích quá. Ồ có bông nhiều nghe mọi người ơi. Đây cà bữa hổm á. Mọi người biết nhớ là trời mưa á, đọt cái gãy không? Đó bây giờ chín rồi nè. Chết rồi sếp ơi. Rồi cắt ra. Để cây cắm xuống đất rồi nè. Hồi trái quá chừng luôn rồi nè mọi người. Hồi bông quá chừng luôn nha. Đó. Cái trái nhiều lắm rồi đó nha mọi người. Qua đây ra coi. Cái cây này nè. Đó. Trời ốc lên. À. Trái nhiều về. À lệ. Úp. Đây. Quá trời bông luôn ha. Quá trời trái. Rồi đây là cái ruộng rau muống của mình nay lớn rồi ha mọi người. Sắp sửa có rau muống để mình nấu làm lẩu vịt nấu chao nè, lẩu bún mắm nè. Bây giờ mình hái rau đi. Thanh toán đi. Lâu lâu cái mình quay mấy cái cây có trái cho mọi người xem nha. Thì mình hái rau. Cắt sâu sâu xuống. Quý bà, bữa hổm mình hái bây giờ rau quá chừng rồi bà. Nè. Rồi, cắt cái kia tha hồ. Quay quá chừng luôn nè. Quá trời quá đất. Bây giờ mình sẽ làm những cái món mà có rau quế ăn nha. Ngon lắm, ngon lắm. Cái nó thấp cho nó ra chứ dài quá. Quá trời luôn nha.
quá quế quá trời, mình tưởng đâu là ấy mà giờ ăn không hết. Đó, cắt nhảy đó. Đó. Cứu tôi với. À, nó hết. Ăn ổn. Ổn. Trời ơi, coi này, nhiều lắm. Cắt, ở đây cũng hái đấy nè. Đây nó phải hái chứ. Đây cho nó lên, đây cũng rau bông quá chừng. Cái này là lá quế nhà ươm. Cây nào cũng mình trồng hết, cái này thì mua. Hết. Còn này là ươm nè, tự ươm nè. Vậy. Hôm nay lên đó là cũng may mắn. Mình tưởng đâu là không có ăn kê luôn á, mình đi mình gặp hên quá. Thấy đang nhảy lên, thấy họ bán bắt đầu mua luôn. Giờ mình cắt đi cho nó lên nè. Đó. Tha hồ. Quá trời quá đất luôn mọi người. Nhiều lắm. Wow, lá gì mà giống như mà. Lá tí tô này lá to quá mà. Đấy. Ôi, đặc rật luôn, để hổng cắt ra nãy ra thấy không? Cắt xong ra thấy không? Lá bự chán luôn. À. Này giống cái lá lốt bự dưới. Quá trời bự luôn. Khủng luôn. Ôi coi nè. Cái đó cắt ngang chỗ đó đi. Quá, quá trời luôn. Cái đoạn ở dưới nó có cái nhánh rồi. Cắt luôn. Đó có nhánh rồi đó, cắt luôn. Xử luôn, xử đó. Ở chỗ đó, ở trên. Đó là. Ở trên rồi, đó luôn. Đó, có nhánh rồi. Ồ quá xử trời luôn nha mọi người. Đó. Ở trên. Tại dưới có cái nhánh nhỏ nữa. Được. Còn cây này nữa, xử luôn. Đây nè. Đó là. Đây được không ta? Được, được. Đó là chỗ đó. Đó là châu ô coi nè mọi người. Khủng luôn ha. Bực quá trời. Khủng. Hái lá kinh giới luôn nè. Trời ơi, này mình phải bữa hết nó chứ thôi cho nó lên. À, cắt xác nè, cắt xác cho nó là ra nó bự lá lớn nhưng mà này giờ nó nhạt quá. Thôi giờ mình cắt xác xuống đây chút. Cắt đi. Cắt sâu xuống cho nó có chỗ nứt lên. Ừ, quá chừng. Cái này giống như cho nên nó chiếm đất hết của cái rau răm của ba nè. Ồ, cái này lá mình để ăn không hái ăn nó lá nhỏ, xíu rồi. Lá nó nhỏ. Ra. Giờ phải hái chứ. Cắt về này cho lá nó lớn. Quá trời ơi. Rồi, cắt này ta. Cắt đủ ăn rồi lát rồi bữa nào cắt tiếp, xử tiếp. Quá trời. Quá trời luôn, lá nhỏ nhỏ không à. Mình hái tạm thời vô đây thôi ba. Rau răm anh thấy trồng ở dưới giờ lên gọi rồi, ăn xong cái lấy ảnh tắm rồi. Giữ lại được nhiêu đó. Còn mấy rổ qua kia nó có cắt nữa bên kia nữa không? Cắt mấy trái khổ qua luôn, à trái khổ qua. Trái dưa leo luôn. Thanh toán rồi chứ. Quên bạc luôn. Bốn trái nha. Một trái rồi nè. Rồi. Hai trái nè. Còn ở trong bà. Ở trong nữa. Ở trong cái chậu nữa. Hai trái nè. Hai trái ở trong cái chậu luôn. Từ từ lấy bỏ kia nè, đỡ rớt xuống nó bể. Ra bên dưới giờ lá nhỏ quá. Bỏ đây đi. Rồi, đỡ đè xuống mấy kia. Trời ơi coi nè. Trời ơi đây nữa nè mọi người ơi. Xử cắt xuống chút nữa, cắt xuống chút nữa. Đó nè. Bỏ như đó nè, xử. Hái chứ không hái. Đó, xử cho đó, xử. Giờ trời đang còn tốt mà. Trời ơi, tốt. Lấy luôn. Trầu diếp cá luôn, mới cắt bây giờ cắt tiếp nữa. Trầu diếp cá tổng còn lắm. À, tổng còn thôi. Quá trời luôn nha mọi người, to đùng luôn nè. Luôn coi chừng đừng có đạp qua mấy cái. Đập. Coi nè mọi người thấy mấy cái lá hành này nó dập. Gió. Mà nắng quá, nó mưa. Hành đó. Nắng mà phải mát mát 25 độ. Bỏ mưa xuống tốt quá chừng luôn. Này, bữa nào giờ có... tiêu lại rồi. Tiêu. Vàng hết trơn. Hành này ngộ lắm nha. Nóng nhiều người ta nó không có thích đâu. Không có thích đâu. Ôi, nóng như vậy là không có cây gì tốt đó là nghe con được rồi đủ không ngon như đây đủ rồi. Đây có ra hành, rau húng quế, rau tí tô bự quá, rau kinh giới ở trong nhà còn rau nữa cho nên mình hái cái như đây thôi. Rồi bây giờ mình đi vô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nước lên mình luộc gà. Mình nóng măng á, mình không có xào thịt gà trước nha mọi người. Mình không có xào vậy chứ mình để nước sôi vậy nè, mình để con gà vô cái mình chế nước vô mình luộc như nấu cháo vậy. Mình thích nấu vậy nha mọi người. Cho cái củ hành vô.
Măng này là măng tươi, cái người ta đóng gói ta nhập qua đây hết mọi người. Măng này là mình mua khoảng gần 6 đồng, 6 vô 1 kg. Cái măng này là của nước nào ta? Của Thái Lan. Măng này là của Thái Lan nè. Nhập từ Thái Lan qua. Ở đây thì không có măng tươi ha. Giờ mình sẽ cắt ra để mình luộc. Wow, ngon ghê nha mọi người, ngon lắm, ngon dễ sợ. Khi mà nước nóng rồi mình cứ tưới nước lên con gà, tại vì mình không có đổ ngập á. Nếu mình đổ ngập nước con gà thì sẽ lạc, nên mình để còn lót cái lưng nó lên. Đương nhiên là trước khi mình nấu nó, mình luộc nó thì mình phải rửa sạch hết mọi người, rửa bằng với muối á, rửa với nước muối. Bây giờ mình dời con gà vô đây đi, mình luộc bún. Luộc bún sếp, lấy giùm bún vô sếp. Này bún khô hiệu ba cây tre, nhập từ ở Việt Nam, là ở với Mỹ Tho, mọi người. Bún tươi sản xuất tại Mỹ Tho. Bún mình đã luộc xong rồi, mọi người thấy ngon, rất là ngon. Nãy giờ con gà quên coi nó chứ, chín rồi, chín rồi mọi người. Vớt con gà đây ra, giờ mình luộc măng. Cái này là mình sẵn đó, mình xắt rồi mình luộc luôn ha, chứ ăn đóng hết, mình không nấu hết. Mình luộc á, mình để mình làm cái món khác nữa. Chứ nấu nấu măng gà mà nhiêu đây quá trình nhiều. Măng này nè, hơn 3 phút rồi. Bây giờ mình đi rửa lại với nước lạnh nha mọi người. Giờ mình xào măng nha mọi người. Cho tỏi vô. Măng vô như đây ha. Mình lên chút xíu đời nha, cho nó chút xíu bột lên gà vô. Rồi. Rồi bây giờ mình để vô lại cái phần nước luộc gà nãy ha. Cái này là mình có nêm nước mắm vô hang với chút xíu đường với chút xíu một chót muỗng cà phê bột nêm gà. Rồi vậy thôi nha mọi người, nhưng mà cái lúc mà mình luộc gà đó thì mình có thêm chút xíu muối thôi. Đó vậy mà nó ngọt quá trời luôn. Con gà bự chảng mình luộc nhiều nước đây thì dĩ nhiên nó ngọt rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn nha. Đây là bún măng nè mọi người. Mình không có bỏ thịt vô đây nha, thịt mình cắt riêng đây. Đó, chấm với nước mắm gừng nè mọi người. Rồi có một dĩa rau sống nữa nè. Rau ở nhà mình á, rau thơm đủ các loại nha. Đó, cái này là của Mơ Siêu Thái nè, này là của mình, ở đây là của con gái. Thơm quá. À, thôi.
Thơm quá trình luôn. Đẹp lắm. Tiếp tục. Tiếp tục bữa cơm chiều này nha mọi người. Bây giờ chiều như chiều tối rồi nhưng mà trời còn sớm bẩn ha. Xin chào tất cả mọi người. Xin mời mọi xin mời. Cái nhà mình xin mời mọi người cùng dùng cơm với gia đình mình nha. Thơm rồi. Bún. Bún. Ố, dùng cơm á, tao nói cơm vậy thôi á. Cơm, bữa cơm là mình ăn cái gì cũng là cơm. Ăn chanh vô cái kinh. Măng măng tươi. Này nó có măng tươi mà. Mua ở trong bịch nó nhập qua chứ không phải là tươi là nhổ lên rồi ăn mới là tươi nha. Còn này không phải đâu nha. Ba thịt gà này ba. Tới không? Tới vô dư. Dư à? Bỏ ớt vô chứ sếp. Hai cái sào này nó dài cả thước. Dì Trang nó mắm gừng cũng ngon lắm nha. Mắm gừng vô, ngon. Ngon lắm. Bỏ rau vô nha. Rau đi. Mình thích rau lá hú quế nè. Rau hú quế nhà. Khi mình hái rau á, trời nóng quá giờ cái chút xíu mà nó héo liền ha. Ghê thiệt ha. Để vô bụng nó mọt cái thành cái cây ra. Ngon quá. Còn rau tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Bỏ nè. Ngon lắm. Rau bị cát kia bỏ nè. Măng nhiều ghê không? Măng tre chứ không phải là măng trúc. Măng này là măng tre của Thái Lan. Ngon ghê, mềm dễ sợ luôn. Là cái thằng xương tự nhiên ngon lắm. Mấy người bạn á hỏi chưa thôi nghỉ giữ trẻ đi làm YouTube luôn đi. Cái đó là mạo hiểm nha mọi người. Có nhiều người ta làm giỏi, người ta làm á thì được. Còn nhiều lúc mình làm á mà không có ai coi là tiêu đời luôn á. Đúng rồi. Mình cũng cố gắng làm video tốt rồi ha, nhưng mà đâu biết được. Mình trước cũng có lên lên. Hỏi một câu đó là mình hết hồn á. Mình á thích làm trực tiếp. Mình thích làm giao tiếp lắm, mặc dù á, mọi người biết công việc của tụi mình à, từ sáng tới tối 6 giờ rưỡi mới làm đứa chót về. Mình làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ rưỡi tối ha. Bốn đứa. Mà hỏi mọi người á, rồi thời gian đâu. Mình chỉ có nghĩ mình có rảnh được ngày weekend cuối tuần á, hoặc là cái ngày thứ tư á, chiều á, mà tụi nó về sớm hết á, thì mình có rảnh. Lúc nào á, mình cũng chờ tụi nó về hết rồi mới làm, chứ có tụi nó đây sao làm. Rồi mọi người biết không, quay phim rồi cắt phim, toàn là thức khuya để cắt phim không à. Nhưng mà đam mê với mọi người thích quá à. Tại vì mình làm YouTube thì mình tiếp xúc, giống như mình tiếp xúc được nhiều người đó, tiếp xúc được các quý vị khán giả yêu thương mình á, rất là thích luôn, rất là vui luôn á. Đồng thời mình được chia sẻ những cái trải nghiệm của cuộc sống, mình thấy rất là vui luôn. Cho nên không thể nào mà mình dù bận cỡ nào cũng ráng làm một tuần hai cái video. Bây giờ một tuần hai cái video là ráng là nhiều lắm rồi nha mọi người. Tại vì có Mơ Siêu Thái về hưu, ảnh phụ mình một ít là giống như ảnh giữ giữ trẻ em phụ, ảnh trông trẻ em phụ mình, cũng như lúc mà mình đi thay tả cho mấy đứa nhỏ thì ở đây có mấy đứa khác thì ảnh đứng đây ảnh coi, hoặc là ảnh tới giờ ăn ảnh phụ đút cho mấy đứa nhỏ ăn ha. Rồi chiều về mình nấu cơm, rồi ảnh dọn dẹp, ảnh ra giường, ảnh phụ tứ đồ. Hồi trước ảnh đi làm về trễ lắm, mình tứ đồ không. Tại đợi ảnh về trễ đâu có được. Cho mình không phải tứ đồ, ăn cơm trễ nè, rồi phải rước con gái mình đi học về, phải đưa đón ra rước nữa. Ảnh làm trái ngược ca, đâu phải tuần nào cũng giống đâu. Ảnh làm ở hãng của Pháp á. Thì sáng ảnh đi làm,
Tuần ở làm ca sáng, tuần ở làm ca chiều. Tuần ở làm ca sáng thì mình phải đưa gái đi học. Tại vì ở đây có xe buýt nha mọi người. Xe buýt đi tới trường học luôn. Trước cửa nhà luôn, gần sát bên nhà có trạm xe buýt. Đi tới đó khoảng nhiêu mấy phút? 15 phút là tại vì kẹt xe, ngoài phố kẹt xe. Cho nên mới lâu vậy thôi, chứ chạy có 5 phút rồi. 5 phút là tới trường học của Ngọc thôi. Mà xe buýt là tu liền công gian 15 phút con chiếc. 15 phút có một chuyến gần sát bên. Nhưng mà con gái mình, mình muốn con gái mình có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, để cho nó học hành rồi nó nghỉ ngơi, mình đưa đón cho nó tiện hơn. Chứ con gái mình lấy xe buýt đi cũng được. Nhiều lúc ở nhà mắc kẹt công chuyện, hiện gái mình lấy xe buýt về. Có nhiều bạn lắm. Nhưng mà mình muốn đưa đón con gái để cho con gái, để cho con gái mình nó có nhiều thời gian nó học hành hơn, nó nghỉ ngơi nữa. Nó học nhiều lắm, con người mệt lắm. Thì mình không có cửa nào mình làm YouTube nổi đâu. Một cái video một tuần không biết nổi không đó. Có thời gian mình ngưng á, ngưng hết mấy tháng luôn. Rồi bây giờ là bắt đầu mình làm được tuần hai cái rồi đó nha mọi người. Là nhờ có anh Thái. Mà lúc mà có mình nghỉ phép á thì mình có thể mình làm được nhiều hơn. Ta nói nghỉ phép á là mình nghỉ xả hơi này nọ, nhưng mà nghỉ phép để làm YouTube thôi chết. Làm YouTube cực lắm mọi người, mình thấy làm YouTube cực lắm, phải sướng không? Tại vì các phim đồ mạnh lắm. Nếu mà mình chuyên về cái công việc YouTube không thì không nói gì. Nghe phụ cái activity phụ, giống như có thêm một cái công chuyện để làm cho vui. Giống như mình tiếp xúc được nhiều người, thích lắm. Tại vì cái nghề trẻ em cũng không phải mà dễ mà để được xin để được đi học đâu nha mọi người, không phải dễ. Cái phim có ngoài lên nữa. Ở nhà của mình á, ở nhà của mình có nhiều rau lá quế lắm. Rồi bữa nào mình làm các món ăn với lá quế, rau quế nhiều lắm. Rồi bây giờ cả nhà mình xin được phép dừng video ở đây nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Cả nhà mình xin kính chúc tất cả mọi người luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nếu mọi người thấy thích video nhớ bấm cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Mọi người xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.